Nhiều cơ hội các bạn nhưng mà không tận dụng được và chúng ta thua trong một tình huống đáng tiếc. Nào các bạn có thể thấy rằng cổ động viên vẫn là lại sân cổ vũ rất là nhiệt tình các bạn. Rất tuyệt vời. Dù sao thì bước ra sân chơi châu lục cũng đã là một thành công, nhưng để có thể mà san bằng được cái khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á như Oman hay là Nhật Bản hay là Australia cũng sẽ là một cái quá trình rất khó khăn các bạn. Hy vọng rằng các cổ viên sẽ không bỏ rơi các cầu thủ và cũng không trách cứ các cầu thủ, với các cầu thủ đã cố gắng hết sức mình rồi, hãy cùng đồng hành với tất cả các cầu thủ đó để chúng ta sẽ hướng tới tương lai cho một nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển các bạn nha. Đây, một số cổ viên vẫn nán lại để có thể quay phim chụp ảnh ghi lại những hình ảnh của mình tại sân Mỹ Đình như hình ảnh các cầu thủ. Rất đáng tiếc trận đấu này có một số tình huống cơ hội nhưng chúng ta đã bỏ lỡ các bạn, đặc biệt là pha bóng đối mặt của Tuấn Hải đã sút vào xà. Phía kia là lá đại kỳ các bạn này, rất là chuyên nghiệp đó. Rồi, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong các trận đấu tiếp theo đội tuyển Việt Nam.